ráng giữ lòng xưa xa. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay hoàng thanh căn đạo cõi nguồn cơ của Phật trời cho chiền. Vì thương bá gia dẫn chuyện nhã nhòa, tâm thân này đã có gì nói, mẹ cho mẹ chuyện ngày nay rõ ràng. Thương đồng cùng bá gia ba tánh, ráng kịp mong lãnh sự trần đời. Không tài không bạc trần nhơi, linh hồn luôn có Phật mới thành tới buổi này. Thương bá tánh chỉ rành rõ bước, điện thiên liên như phước ban chiền, ai ai cũng có ưu phiền. Nghe rồi điểm tối nhớ thần tâm tiên, xuống dương gian ai ai cũng khổ. Mẹ đã dành chỗ an vui cặp cõi thở nào, đủ màu đủ sắc không phai, gái trai cõi thế còn lo còn sầu. Nơi này bể khổ, niết bàn tại tánh tại tâm của mình. Nếu ai xa lánh hữu hình, không sân không giận mới là tình thương. Tâm hồn ai cũng có tòa chương, ai ai cũng có như Phật chương nằm lòng. Ngày nay thấy được gieo trồng tình thương cao quý là đường sẽ chi. Đêm nay như thể khóa chìa, vui vui khổ khổ buồn buồn trắng tan. Đến đây nguyện Phật Tây Phương, đứng ngồi rõ nét trâu mày của thiên liên.
chứ sao mà tâm định như thì cả khơi. Nam ơi định hướng được chiều mới, cứ cầu cứ nguyện quan âm hộ mình. Hộ cho giờ này chúc con
luôn chỉ rõ hạnh phúc mình trong đen tối. Đường mở chói gà sáng trực cả nhà, nhà thân luôn biết niềm đà, biết kêu mẹ đâu thì vui quá tôi mẹ. Chào tiền, nghe đôi thân hết bình đó là.
công phu. Xưa còn tàu đáo có
đêm này cùng ba già. Vì tình mẹ đã xưa
gió thay. Tôi đang cố giữ lòng có được tiền, cái tâm luôn được nhắn hoài. Rồi tình tiên liên ở xa, đúng thời ban đánh cho tâm ta nhẹ nhàng. Tại gia trang trong ánh sáng.
nhân phận cả sung đầy. Rõ thân mà nam nữ phước đông đầy được bên đây. Ngài đại nguyện mẹ nguyện thầy cùng bao khổ chùm
tâm hiền có Phật mỗi ngày gần bên. Tâm sẵn có về trên mẹ gia hồ, độ thân nữ có hứng ơi đáng giác ngộ tu hành. Quy y theo Phật là bước nhanh, thì trở về mấy cửa thiên đêm chúc cho thân. Thân xa con ngồi nhà, con ơi đứng đi con cho nhờ mẹ hiền ở năm ngày yên. Bao nhiêu gió mưa thôi hồng trần, được mẹ đến gần oh.
ngày hôm nay thân xác con phải khổ sầu đau lai phải chịu nhã nhồi tấm thân đêm than thở với thiên liên mẹ độ mẹ giữ an mẹ chỉ bước cho con đi ngày nay con nguyện vì chi niềm tin mẹ độ cho con rõ ràng
cho cô hiền đêm nay. Thôi hòa quyện đêm này trong tâm trí, hoàng thánh thương đạo lý trong nữ nam. Đến đây cầu nguyện rõ ràng, đến đây cầu Phật thiêng liêng hộ mình. Cô hiền ơi đêm này trao gửi, xin chú có lan ở hồng trần, làm vui đặng phước từ thân, là đường đạo của ta tạo thành. Được cha mẹ chuyện xây xây chuyện, dứt biển lên bờ thấy được tình thương. Giờ này thấy được con đường đi đi đứng đứng xong còn hai tâm, luôn mơ ước tình thương cao quý, lễ tuôn sầu kêu mẹ đổ thân. Hôm nay thấy được thân trần xa gần cũng được hai thân giữa kề. Tôi hạnh phúc cao bay quý ca, ráng giữ lòng mà son sắt giữ thân, để cho thân được an lành. Mẹ tiên mà Phật tổ có nhìn mừng vui, trên đất tổ của ta cũng an lạc, nhìn cháu con hạnh phúc dương trần. Nhờ trên linh điển Phật thần cúng truyền cũng đỡ nâng thân con giờ này. Thôi giờ này đôi tiếng chúc thân, chúc cho mà thân được yeah.
con hiểu rõ Phật tiếng bên mình. Đến đây thôi trời tiếng cũng cao vàng, mãi cửa ăn mà ngó. Láng thơm cả dương trần giờ là giờ duyên duyên cùng xây chiến cho ba gia dương cùng. Tình này là tình đạo cùng thầy chiến cho bá gia buổi này. Thần đăng cai từ đây ta đang lo tình là cố trên Phật trời bàn vui giúp thế an lành đứng gọi chọn vua. Thank you.
cho thân treo được thư bộ đề. Hôm đang khắp chốn là hẹn thề tình thiên biên, tôi đến đây đôi đời cháu gửi, xin phúc thân được nhé lần lần về đây. Đêm này ráng cầu xin đêm khuya mà gió thổi vào hồn được mang ra, ngày nay thấy được cô mà an vui mà tâm nhớ tại gia của mình. Thôi thì đang cố xin mẹ cho rồi dù trong mà ngách
đã cũng phát sáng ra Bồ Đề. Hoàng Thánh thấy rõ con mẹ thầy xuống trần mang tên gọi Liệu Điên Di Mà. Liệu Điên ơi con thời đang khổ, Hoàng Thánh khai sáng đạo rọi đường. Liệu Điên con của mẹ tiên ngày nay xuống thế cũng được mẹ cho mẹ chi. Liệu Điên con của mẹ thầy ngày nay thấy nơi này Hoàng Thánh ngay mà hỡi nơi trần thấy anh gọi mẹ tiếng rõ ràng. Thấy được tâm
xin chúc muôn người xin chúng cho các nẻo vui mừng
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ lễ trình Điện Mẹ Thiên đến để con trẻ bài khai rõ ràng tâm chánh nguyện hướng nhang gửi kính tình thiêng liêng con nguyện mẹ vợ này trao truyền anh đạo nơi đây để cho nam nữ một thiền mà ra khởi giờ này hương khói bài trên mong cầu mẹ đỏ chứng chỉ con hiền ngày nay con được lên thiền hương đăng hoa quả thị chậm bay xin hoa khai hương Phật định lòng để cho mà con được sớm chồng từ bi ngày nay con nguyện kia mẹ thời khai mở đường đi con trở về đắng cay tấp sáng quệ trần ai rõ thông bước đứng đi ngồi trọn vuông quá cay đua nở nơi trần tâm tánh gái trai thơm cùng đủ đầy duyên hạnh phúc nữ nam giờ này con nguyện mẹ chứng chỉ tâm hồn đủ duyên đủ phước mà đủ đầy đủ trong mà anh đạo nơi này nữ nam thánh tâm luôn sáng suốt như đèn thanh tâm mà sáng suốt đúc thiên con nguyện cầu đủ đầy duyên hạnh cao bay là đường giải thoát ngày nay con trở về xài cùng xin cha mà xin mẹ vô ban trong sài thành để cho con trẻ được giữa tấm thân đứng ngồi an lạc giờ này cầu xin xin trên đất tổ của quyền xin trong kiến ngõ gia đàn bình yên độ cho con chôn trần miền tu tâm theo khai mở con cầu đã rõ đến nơi đây như ngõ tam thành giờ đây con được phân trần xin cầu nguyện mẹ điển thiên bao trùm
giờ này con nguyện con xin xin tranh cha mẹ vô bạn nhẹ nhàng để con luôn sửa luôn sáng cũng quà ý ở đạo biết thương muôn người sẽ chia theo ánh đạo bồ đề cùng trong tất cả nắng ngày gánh chung đêm nay con nguyện mẹ diêu chị tiếng lành mẹ rồi phấn rồi đường con đi A Di Đà Phật con cầu xin mỗi ngày giữ trong thân xác bình yên hoài hoài đêm nay hương khói tỏa bài kính dâng lên mẹ mỗi ngày không quên đến đây con trẻ nguyện cầu nguyện cho ba tánh cuộc đời âu ca đến đây con đã hậu cầu tiếng lành tâu rút con nguyện cầu con xin đến đây con nguyện đã xin thần xin thánh chứng chi cõi lòng nam mô A Di Đà nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng là ngày duyên lành chúng con thiện nam tín nữ về đến đây được chân điển của cha mẹ ban rải và gia hộ hộ trì cho hoàn thành và cùng đồng đạo bá tánh gần xa có mặt trong đêm hôm nay là một cái phước báo mà cha mẹ thiên liêng của quyền thân tổ đã xây chuyện và gia hộ cho chúng con biết sớm ăn năn hối cải tìm con đường chánh giác chánh đạo bồ đề để lập công bồn đức trở về với cha với mẹ và tu hành giải thoát mê ly trở về bệnh giác. Và ngày hôm nay chúng con được duyên lành về đến đây xin cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế duy trì Phật mẫu và Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ hộ trì cho con và cùng bá tánh gần xa và của quyền thất tổ được siêu thăng và nguyện cầu cho chúng con sớm tu hành thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam mô Quyền Cung Cao Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng cậu Hoàng Thanh cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay hội đủ nhân duyên lành trong Phật pháp là mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với người con hiếu hạnh. Toàn thể nam nữ Phật tử với sự hướng dẫn của cậu Hoàng Thanh đã không quản đường xá xa xôi cũng như tuổi cao sức yếu mà trở về nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Bổ để dâng hương cho Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn cũng như dự buổi lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay được thập phần viên mãn. Với công đức vô lượng vô biên ấy, đối trước Am Thiền Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, sư cô xin thành tâm ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, cha trời mẹ đất luôn thị từ chứng minh và gia hộ cho cậu Hoàng Thanh luôn luôn được thân an tâm lạc, được vạn sự được bình an, trong đạo quả được viên thành, để dịu dắt tất cả chúng sanh bá tánh nương theo bờ giác mà quay về bến giác. Chúng tôi cũng không quên gửi lời tri ân đến toàn thể nam nữ Phật tử do sự phái đoàn của cậu Hoàng Thanh. Quý vị đã ít ăn, nhịn mặc để đóng góp cúng dường dâng hương đăng hoa quả đến Đức Diêu Trì Kim Mẫu cũng như nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Bổ chúng tôi hôm nay.
Với công đức ấy, chúng tôi xin ngưỡng nguyện mười phương chư Phật Tam Bảo thì từ chứng minh gia hộ cho nam nữ Phật tử khi trở về gia đình, thân tâm luôn luôn được an lạc, vạn sự được bình an, kiết tường như ý nguyện. Nam mô vô thượng hư không diêu trì hoàng mẫu, vô cực đại từ tôn tác đại chứng minh. Cũng xin tạ ơn công đức của cô đã đến đây với gia đà, đạo tràng của Hoàng Thanh đến đây. Cô có một tấm lòng tiếp đãi hết tất cả cô bác gần xa, đó là con của một nhà, thì cũng xin là tạ ơn công đức cô đã chấp thuận cho đạo tràng và cùng cô bác Phật tử về đến đây là một cái buổi lễ thật là cao quý. Và cũng xin tạ ơn cô ở nơi đây, cũng xin cầu chúc cô thân tâm luôn thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, bồ đề kiên cố, sở cầu nguyện luôn được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.